các bạn, tôi là một bệnh nhân ung thư vú, huyết áp thấp, hay hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Và đặc biệt gần đây là tôi đi làm rất là nhiều. Đông y nguyên khí tư vấn cho tôi rằng sản phẩm đông y nguyên khí rất tốt cho sức khỏe và bệnh của tôi, nên tôi đã quyết định sử dụng sản phẩm đông y nguyên khí để điều trị. Và còn thật sản phẩm đông y rất tốt, và tôi như được hồi sinh trở lại, sức khỏe của tôi rất là tốt. Và đặc biệt là lám của tôi đã cải thiện làn da rất là nhiều ạ. Và tôi đi khám định kỳ thường xuyên thì kết quả sức khỏe, thể trạng của tôi là rất là tốt. Và tôi thực tâm tôi muốn nói đến với chị em phụ nữ là biết đến đông y nguyên khí để cho đỡ phí hoài tuổi xuân ạ. Trước đây tình trạng da của em thì là lỗ chân lông to và da thì bị sạm. Và sau khi một thời gian em dùng sản phẩm ở bên đông y nguyên khí thì tình trạng da của em đã được cải thiện rất là nhiều. Da sáng hơn, nhịn hơn, lỗ chân lông thì sẽ khép lại. Và em thấy dùng sản phẩm đông y rất là thích ạ. Em là một sinh viên mới ra trường. Trước đây mặt em khá là nhiều mụn và nhiều các cái vết thâm. Sau một thời gian tìm hiểu thì em đã tìm hiểu được đến đây để điều trị. Sau một thời gian điều trị thì em cảm thấy mặt của mình cải thiện khá là tốt và em đã đủ tự tin để đi xin việc làm. Cảm ơn đông y thì rất là nhiều ạ. Mình là Linh, mình là một nhân viên kinh doanh. Trước đây thì tình trạng da của mình cũng gặp rất là nhiều vấn đề như là mụn và lỗ chân lông to. Và khi mà mình không am hiểu sản phẩm thì mình dùng rất là nhiều các sản phẩm linh tinh không rõ nguồn gốc. Sau khi mà mình có tìm hiểu qua ở trên mạng cũng như là bạn bè giới thiệu thì mình cũng biết qua về đông y nguyên khí. Và sau một thời gian sử dụng ý, thì làn da của mình thay đổi khá là rõ rệt, những cái vết thâm do mụn để lại cũng như là tình trạng mụn được cải thiện rất là nhiều. Mụn của mình bây giờ cũng đã hết rồi và lỗ chân lông cũng đã được xê kín lại, và mình cảm ơn đông y nguyên khí rất là nhiều.